Đây là cây sabo hồng sim nè các bạn, trái quá chừng nè, phải vặt bớt cho nó chết cây này. Hồng sim nữa các bạn, đây là hồng sim. Hồng sim này thì ăn rất là ngon, đặc biệt cái đất ở này trồng trái cây nó có vị rất là ngon nha, vị nó rất là đặc biệt. Hồng sim này nó rất là ngọt, tiêu thì nó rất là cay thơm, nó có vị đặc biệt. Còn này là cây mận nè, bạn thấy mận trái khiếp không? Đây, thấy trái nè, trái khiếp không? Đấy, anh em mà có nhu cầu mà về vườn rồi ấy, các bạn mà có nhu cầu về vườn rồi muốn sống an nhiên rồi là mua cái mảnh đất là 4,5 hectare của mình là rất là phù hợp nha. Trong này thì nó rất là yên tĩnh, đất thì rất là tốt, nó phù hợp cho anh em là về làm, về ở vườn sống thuận tự nhiên. Đấy, trái nè, trái rất là nhiều nha. Ở bên này có cây điều nữa nè,